Vâng, em Huyền rất vui được gặp lại những quý khách hàng thân yêu trong kênh Nhà đất Nguyễn Đoàn. Ngày hôm nay thêm một biệt thự vườn nghỉ dưỡng rất là đẹp và sang trọng, cũng như là một resort mini. Em muốn giới thiệu cho cả nhà mình về những cái khuôn viên đẹp và sang trọng ngay tại phường Thạnh Xuân, quận 12. Những khách hàng nào mà đang tìm những căn nhà bên phường Thạnh Xuân, quận 12 và sát bên với lại đường Nguyễn Oanh thì cứ liên hệ trực tiếp với em Huyền. Bây giờ em sẽ mời cả nhà mình di chuyển ra không gian phía trước để xem là vị trí cũng như là mặt tiền phía trước của căn nhà như thế nào với em. Rồi mình sẽ cùng em làm thương vụ bạc tỷ cho khuôn viên của căn nhà đẹp và sang trọng với hướng đông nam này nhé. Bề ngang là 6,5 m, chiều sâu lên tới 36 m và có nở hậu lên tới 11 m. Em đang di chuyển ra khu vực phía bên ngoài. Bây giờ mình sẽ cùng em tìm hiểu chi tiết cho căn nhà này với em Huyền nhé. Vâng, đây chính là vị trí chính của căn nhà, được tọa lạc ngay khu vực trung tâm, và con đường này thì mình có thể là di chuyển ra được rất là nhiều nơi. Ra đường Hà Huy Giáp rất là gần, sát bên của mình cũng là những cái căn biệt thự nghỉ dưỡng. Và ngày hôm nay một căn biệt thự mini, một resort nghỉ dưỡng sang trọng, hạng sang, kết hợp với nhiều cây xanh tạo nên một khoảng không gian sinh sống vô cùng đẹp và sang trọng bắt mắt. Vị trí bên ngoài em đang cùng khách hàng tìm hiểu cho căn nhà với một bề ngang 6,5 m nên là cái không gian của mình rất là rộng. Một resort mini dạng cấp 4 sang trọng. Khi mà khách yêu thích thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em để mình xem không gian bên trong, cũng như là tất cả nội thất bên trong của căn nhà đều được tặng cho những vị khách khi mà mình sở hữu căn nhà này. Em đang cùng quý khách hàng vào bên trong để tham quan căn biệt thự nghỉ dưỡng resort mini này. Đây chính là khu vực phòng tiếp khách này, không gian nào cũng có một cái không gian mà mở thông thoáng, tạo cảm giác vô cùng sinh động cho căn nhà. Không gian đây sẽ là không gian mở, nhìn ra chiếc view cây xanh này. Nội thất thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, các hệ tivi và có những cái điểm nhấn trang trí cho không gian phía bên ngoài phòng khách. Khi mà bước vào không gian của căn biệt thự mini này, cũng như là cái resort nho nhỏ xinh xinh này, cảm giác đầu tiên của em đó là cảm thấy vô cùng thư thái và thoải mái. Phía sau là không gian của 3 căn phòng và khu resort nho nhỏ, cũng như kết hợp với lại một gian bếp mang phong cách hiện đại. Em đang cùng quý khách hàng vào bên trong không gian phòng ngủ đầu tiên này. Đó, những vị trí này thì đều có thể là nhìn ra cái không gian view cây xanh. Giường nệm thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên trên thì hệ thống đèn trần chiếu sáng này. Những căn biệt thự mà có chiều dài như thế này thì khách đừng bỏ lỡ cơ hội để mình sở hữu. Vừa đẹp vừa sang, lại còn rất là thông thoáng, không khí đối lưu. Và khi mà gia đình mình có ông bà lớn tuổi thì ở những khu vực này thì cũng thật sự là nhẹ nhàng, thư thái. Với những cái không gian vừa rộng vừa đẹp như này, đều có khuôn viên chơi và sinh hoạt cho toàn thành viên trong gia đình. Căn phòng thứ hai cũng nhìn ra chiếc view bên ngoài này. Chủ thì xây dựng rất là chắc chắn. Tuy là một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà thiết kế mang đậm một phong cách vừa nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng. Không gian phía sau này, đây là mình thấy có thể thấy những cái bức tường làm theo cái mô hình giống như là này, gọi là những cái mô hình nhấp nhô này. Tạo nên những cái bức tường thấy nó giống như là có điểm nhấn 3D, 4D đó. Không gian phía bên ngoài này thông thoáng này, cửa sổ này, và cái khu vực resort của mình đây, không gian resort. Đây là em quay rất buổi trưa nên là khi chưa có đèn thì nó không có lung linh, nhưng mà khi mà buổi tối mà lên đèn thì cực kỳ là lung linh luôn. Đó, hàng cây này, khi mà mình có khách đến thì mình có thể là giải những cái khu vực này thì mình vui chơi, giải trí, ăn nhậu trên cái khuôn viên xanh của căn nhà. Đó, các hệ cửa này đều được sử dụng là các chất liệu vô cùng cao cấp luôn. Bên trên thì các hệ thống trần đều được ốp lát và ốp những cái đường len giả gỗ. Những cái bức tường đây em thấy là đều được là phun sơn cát nên là rất bền theo thời gian. Cửa sifa thì cũng sử dụng là các chất liệu sifa cao cấp. Đó, tổng quan từ trên xuống dưới cũng tạo cho mình một cảm giác rất là thông thoáng luôn. Có 3 căn phòng và hệ thống máy lạnh đầy đủ cho căn nhà. Căn phòng số 3, phòng ngủ tiếp theo này, không gian nào là cũng được chủ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Những vị trí này thì mình chỉ việc xách vali vào thôi.
những khách hàng mà thấy tầm tài chính phù hợp với căn nhà này trên 9 tỷ, 9 tỷ 6 vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà và có hướng Đông Nam. Chỉ cần di chuyển khoảng 5 phút lái xe so với Gò Vấp qua bên khu vực Thạnh Xuân, mình đã sở hữu được một biệt thự nhà nho nhỏ xinh xinh. Nhưng mà với cái diện tích như thế này mà mình ở bên Gò Vấp thì em nghĩ là giá nó sẽ lên cao hơn rất là nhiều. Đó, chỉ qua cách qua một cây cầu là đã tới vị trí khuôn viên của căn nhà rồi. Khu vực bếp này, bếp thì cũng rất là xịn sò luôn. Không gian này bếp là nhìn với một cái phong cách vô cùng đẳng cấp luôn. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị, máy giặt, máy sấy đầy đủ, tivi này, bàn ăn, nói chung là đầy đủ các thiết bị cho gia đình rồi. Khi mà khách sở hữu những cái căn nhà mà mới được xây dựng như này thì luôn luôn được tặng nội thất. Và từ không gian bên trong này mình cũng có thể nhìn ra ngoài những chiếc view, đó, view cây xanh này. Cây xanh rất là nhiều ở những cái khu vực này, cực kỳ thích luôn. Trong khu vực thành phố mà để kiếm những cái khoảng không gian cũng như mà cây xanh cho gia đình thì khó là khó. Phía cuối sẽ là khu vực nhà vệ sinh với các thiết bị và những cái họa tiết nhìn rất là lạ mắt ha. Đó, không gian này bên trên thì mình có thể thấy là ốp bên trên này để hệ thống đèn chiếu sáng cũng như là quạt này. Đó, căn nhà thì đang được chào bán với mức giá rất là rẻ, 9 tỷ 6 vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Khi mà khách yêu thích thì hãy cứ nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em Huyền để có thể là có một mức thương thảo tốt nhất cho căn nhà, một căn resort nho nhỏ mini.